Hello, hello, mình đã quay trở lại với video tiếp theo của MTG Action. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục phần chuyện đột phá thương khung phần 4 tập 35 thì không có lý do gì mà chúng ta không đến phần tiếp theo thì phải không nào? Đột phá thương khung phần 4 tập 36 chấm dứt. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như em xem video này, nếu như mà hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nữa cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Về phần đến tuột cùng là ngoại quốc tuyển thủ hay là vấn đề là đế quốc tuyển thủ trở thành quán quân, nói không khách khí, hắn hoàn toàn là không quan tâm tới. Đứng ở trên đài cao, Thiết Mê Nhi chậm rãi quét nhìn phía dưới những tuyển thủ nhiệt tình tăng vọt. Khi mà ánh mắt chuyển qua Thi Viêm, sắc mặt bình tĩnh lúc sau hơi ngẩn người, toàn tức con người hư mỹ trong lòng đối với hắn coi trọng càng tăng thêm rất là nhiều. Cái tên tiểu tử kia thật không đơn giản, nếu như nói là người đã lớn tuổi có thể có bộ dáng trầm định như thế này, Thiết Mê Nhi thật không có bất cứ cái gì cảm thấy không ổn. Nhưng mà ở tuổi tác chỉ có độ 20, Thanh Liên ở độ tuổi này cuồng ngạo ra sao? Sao hắn lại có định lượng giống như là lão nhân giàu kinh nghiệm thế sự như vậy? Đây chính là làm cho người ta không thể không đối đãi cẩn thận. Thiết Mê Nhi đánh giá, Ti Viêm có thực lực, hơn nữa tâm tính cũng xuất sắc vượt qua kiểm tra. Hai loại điều kiện trọng yếu nhất để trở thành cường giả, hắn đều đã có, trở thành cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Chờ sau khi trở về, nhất định phải dặn dò lão áo một chút về Nham Kiêu tiểu tử. Tiểu tử gia hỏa này, nếu đào tạo tốt, nói không chừng sẽ lại là một đàn vương cổ hà, thậm chí sợ rằng còn có thể siêu việt hơn. Thiết Mê Nhi trong lòng thấp giọng thì thào, nếu như hắn thật sự có được tiềm lực này mà nói, như vậy lúc này đây thì nhất định không thể để người tài giỏi như thế này một lần nữa rơi vào thế lực trong Vân Lam Tông. Trong lòng nghĩ như vậy, Thiết Mê Nhi cũng không chỉ hoãn, phất phất tay hướng về phía mọi người cười nói, ha ha, tốt lắm, trắc nghiệm đã xong, các vị liền trở về trước đi thôi, nhớ kỹ thời gian ngày mai lúc đại hội khai mạc, nghìn vạn lần không nên vì lý do nào đó mà chậm trễ. Nghe vậy, trong đại sảnh mọi người hướng về Nguyên Lão công hội trên đài cao hành lễ, sau đó mỗi người đều tự do rời đi. A, à, Nham Kiêu tiên sinh, công nghĩ tới thật đúng là thần tài bất lộ, liễu linh bội phục. Tiêu Viêm vừa định đi theo đám người rời khỏi đại sảnh, một tiếng cười sau lưng làm cho hắn khẽ cau mày dừng cước bộ, quay đầu nhìn Liễu Linh đang mỉm cười thản nhiên nói, vận khí tốt thôi, không có cái gì thâm tàn bất lộ. Nham Kiêu tiên sinh như vậy là tự hạ thấp mình, ha ha, ta nghĩ người tại trách nhiệm hẳn là vận dụng dị hỏa chứ. Liễu Linh lại cười rồi nói, chuyện tới hiện giờ, mặc dù sự thật xảy ra trước mắt, nhưng hắn vẫn như cũ là có chút không tin tưởng Tiêu Viêm hoàn toàn là bằng vào tự thân thực lực lấy được thành tích như vậy. Hồi tưởng lại chuyện dị hỏa lúc đầu, hắn thật ra là đã bình thường trở lại rất là nhiều. Tại hắn suy nghĩ, lúc trắc nghiệm, Tiêu Viêm hẳn là vì lý do sử dụng dị hỏa mới có thể lấy được thành tích ưu tú như vậy. Nếu như vậy mà nói, hắn còn át chủ bài chưa vận dụng cũng sẽ không kém Tiêu Viêm bao nhiêu. Một người vẫn được xưng là thiên tài, tại một ngày đột nhiên gặp một người cùng với lứa tuổi dĩ nhiên là vượt qua hắn. Ở vào tình cảnh như vậy, hắn luôn luôn vẫn tìm ra rất nhiều cớ để cho thấy chính mình cũng không so với đối phương kém hơn. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn vị thanh niên anh tuấn Liễu Linh, ngày thường luôn luôn được khoác một cái vỏ bọc sáng láng. Hắn tự nhiên là minh bạch đối phương lời nói ý tứ ẩn hàm, lập tức hơi có chút ý tứ châm chọc hàm xúc cười nói, Liễu Linh các hạ, người nói gì chính là như vậy, ta cũng không có bất cứ ý kiến gì. Tiêu Viêm cũng không có ý tứ cùng với Liễu Linh cãi cọ, bởi vì hắn cảm giác được như vậy vẫn là rất nhàm chán. Đối phương đã có ý nghĩ trong đầu như vậy, liền tùy vào hắn. Sự thật cuối cùng cũng sẽ vẫn thế mà thôi. Hiện tại cùng hắn nói bất cứ cái gì, hắn cũng chỉ là cho rằng mình đang che xấu. Nếu như vậy, Tiêu Viêm còn có thể nói cái gì? Nói xong, Tiêu Viêm khóe miệng chứa ý cười có chút trêu tức. Dưới ánh mắt lạnh lùng chăm chú của Liễu Linh, trực tiếp đi xa đại môn, sau đó biến mất trong tầm mắt của hắn. Ánh mắt chứa lạnh ý nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Viêm biến mất. Liễu Linh mím môi lõm thành một vết dài, bàn tay hơi nắm chặt, thấp giọng cười lạnh, có cái gì mà càn rỡ? Trận đấu trong đại hội không chỉ có khảo kiểu riêng đối với đè luyện tài liệu mà thôi đâu. Chờ ở trên đại hội ta sẽ cho người biết, từ bỏ dị hỏa đi, nhưng cái thứ khác của người cơ bản chẳng là gì. Đi ra khỏi đại sảnh khảo hạch, Áo Thác phía sau đuổi theo cùng với Tiêu Viêm hành tẩu, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía vị thanh niên vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, ánh mắt có chút kỳ dị, nhìn chăm chăm vào ta làm cái gì? Đi được một đoạn, Tiêu Viêm thật sự là không thể chịu đựng được ánh mắt của Áo Thác, bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói. Áo Thác cười rồi nói, à, ta là đang nhìn xem tiểu gia hỏa ngươi đến cuối cùng là ẩn tàng bao nhiêu thứ, dĩ nhiên có thể khiến cho ta bất ngờ như thế. Nghe vậy, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Áo Thác nói tiếp, bất quá biểu hiện của ngươi lần này khiến cho nhiều người chú ý như vậy, ta nghĩ sợ rằng không bao lâu sau Thiết Mê Nhi lão gia hỏa kia sẽ tìm ta hỏi thăm thân phận của ngươi. Mặc dù hắn không biết thực lực thật sự của ngươi, nhưng tuổi gần 20, có thể đem Thiết Mộc Linh Hiệp đè luyện tới 8 lần. Đây chính là từ khi công hội thành lập tới nay, có thể đến trên đầu ngón tay. Ta biết, Tiêu Viêm chậm rãi hành tẩu gật đầu, tại lúc đè luyện Thiết Mộc Linh Hiệp,
Hắn cũng nghĩ tới điều đó, bất quá tại đại hội sắp bắt đầu, bại lộ thực lực là sớm hay muộn, cho nên hắn cũng không có cần phải ở nơi này trước mặt người khác cố ý biểu hiện ra quá yếu. Mặc dù vô danh là rất tốt, có điều nếu vô danh quá, sẽ bị nhiều ánh mắt trào phúng nhìn vào, cũng sẽ làm cho nhiều việc không được thuận lợi. Về chuyện thân phận của ta, phải phiền toái Áo Thác đại sư giúp ta che giấu. Tiêu Viêm mím môi, nhẹ giọng rồi nói, bởi vì một ít duyên cớ, bại lộ thân phận mà nói, chỉ sợ ta cũng không thể tham gia đại hội lần này, cho nên đại sư lên tận lực hỗ trợ ta. Nghe được hậu quả nghiêm trọng trong lời nói của Tiêu Viêm, Áo Thác sửng sốt, chợt nhíu chặt lông mày, nếu như Tiêu Viêm rời khỏi trận đấu, như vậy lần này Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội chẳng phải là mất đi một cơ hội lấy được thành tích tốt. Việc này đối với vị trí từ trước tới nay chưa bao giờ từng có thành tích lớn như là Áo Thác, thật sự là sự uy hiếp rất có phân lượng. Cao mày trầm ngâm một hồi lâu, Áo Thác gật đầu cười khổ rồi nói, được rồi, ta tận lực giúp ngươi giấu giếm, cũng may tư liệu thành viên còn chưa tuyển tới, ta còn có khả năng tu sửa một chút. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ thở phào một hơi cười rồi nói, haha, như vậy đã tạ Áo Thác đại sư. Áo Thác bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, ta cũng không muốn tuyển thủ ưu tú của ta thật sự là vất vả mới tìm được, cứ như vậy mà bỏ đi. Tiêu Viêm cười cười, vừa nói tới chuyện, vẫn là khắc tiếng cười đột nhiên từ phía sau vang lên. Ha ha, lão Áo, thế nào? Trắc nghiệm kết thúc rồi sao? Tiểu gia hỏa này thế nào? Lúc này, Tiêu Viêm hai người đã đi ra hành lang, do lộ khẩu đan sen. Nơi này dòng người không ít, mà nghe được tiếng cười của Vấn Lan Khắc, nhất thời không ít nhân sĩ tò mò cước bộ chậm lại, đem ánh mắt hướng về Tiêu Viêm cùng với Áo Thác hành tẩu. Bởi vì lúc trước ở bên trong kiểm tra chắc thí, cho nên những vị luyện sư này cũng không biết bên trong đích xác kết quả trận đấu, bất quá bọn họ cũng biết. Người có thể tham gia loại kiểm tra bên trong, phần lớn đều là thuộc về tuyệt thủ hạt giống của đại hội lần này, thực lực cực kỳ là bất phàm. Nghe được tiếng cười, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn Vấn Lăng Khắc, tiếng cười bước nhanh đến. Tại bên cạnh hắn, một thân màu bạc váy dài, có vẻ cực kỳ lãnh diễm, Tuyết Nị cùng với Lâm Phỉ cũng đi theo. Lúc này các nàng ánh mắt có chút tò mò, đồng dạng đều phóng tới trên người Tiêu Viêm, hiển nhiên các nàng cũng rất hiếu kỳ muốn biết Tiêu Viêm có thể ở loại cấp bậc kiểm tra này lấy được loại thành tích gì. Nhìn ba người đi tới trước mặt, Tiêu Viêm mỉm cười rồi nói, cũng tạm được, xem như thông qua. Nghe vậy, một bên Áo Thác đảo cả mắt trắng giá, thành tích như vậy mà nếu như nói chỉ xem như là tạm được, như vậy những người khác chẳng phải là đều không đủ tư cách. Vấn Lăn Khắc cười rồi nói, thông qua vậy là tốt rồi, vốn ta còn có điểm lo lắng tới, dù sao những người tham gia bên trong đều không phải là những ngọn đèn cạn dầu. Này, ngươi lần này đại biểu cho Hắc Nham Thành chúng ta, mặc dù không trông cậy vào ngươi vượt qua loại thiên tài như là Liễu Linh, nhưng ở bên trong kiểm tra ít nhất cũng phải nắm trong 10 người đứng đầu mới có khả năng trên đại hội lấy được một thành tích không tồi. Nếu như chỉ là miễn cưỡng thông qua vậy thì không được. Lâm Phỉ chua ngoa nói, hiển nhiên nàng giống như là cho rằng từ lời nói của Tiêu Viêm tạm được, nàng cho rằng hẳn là loại điểm số miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, giống như là xuất phát từ lần trước bởi vì Đào Hoa Hỏa duyên cớ vì Tiêu Viêm giúp đỡ có một chút lời tốt đẹp. Tuyết Mị liếc Lâm Phỉ liếc mắt một cái, thản nhiên nói, Liễu Linh chẳng những là thiên tài mà còn là đại tử của Đan Vương, hơn nữa tuổi tác của hắn có thể so với Tiểu Nhằm Kiêu lớn hơn một chút, có thể có thành tích như vậy đã tính là rất không tồi, ít nhất chúng ta ngay cả tư cách lấy được loại thành tích như hắn đều không thể mong chờ. Ta biết ngươi sùng bái Liễu Linh, bất quá Nhằm Kiêu là người của chúng ta, nếu như là thua chúng ta Hắc Nhằm Thành sắc mặt cũng rất khó coi. Lâm Phỉ hậm hực rồi nói, ta chỉ là vì hắn đứng ở vị trí đại biểu Hắc Nham Thành mới nói như vậy, ta đâu có nói bất cứ cái gì đến Liễu Linh như thế nào liên quan đến hắn. Nhìn thấy đôi oan gia này, Áo Thác bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Phật Lan Khắc cười rồi nói, ây, tốt lắm, hai người các ngươi yên tĩnh một chút, lúc này đây ngươi sợ rằng sẽ phải kinh ngạc đến rất cằm đấy. Phật Lan Khắc sửng sốt nghi hoặc rồi nói, làm sao vậy? Áo Thác cười hằng hắc, vừa muốn mở miệng phía sau trong hành lang lại là một trận rối loạn, xong có một vài người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đám tuyển thủ tham gia trách nhiệm thí tục đi ra, mà ở ngay phía trước hai người là tiểu công chúa cùng với vị sắc mặt có chút âm trầm Liễu Linh. Đó chính là Liễu Linh hay sao? Đệ tử của Đan Vương Cổ Hà đại sư, khí thế quả nhiên là bất phàm, tuổi còn trẻ như thế đã là tam phẩm, ây, thật sự là làm cho người ta nói vậy, thành tích tốt nhất trong trách nhiệm lần này không phải hắn là không được. Ai nói người ta có sư phụ tốt như thế chứ, thật khiến người ta hâm mộ. Nhìn đợt người từ trong hành lang đi xa, người chung quanh nhất thở xì xào bàn tán. Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, nhìn Liễu Linh chậm rãi đi tới, cười cười. Sắc mặt âm trầm từ hành lang đi ra, Liễu Linh liếc mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khóe miệng hơi quào quắp một chút, chợt hít sâu một hơi, nhất thời trên khuôn mặt che giấu đi, nhanh chóng lãnh đạm, ẩn hiện nét tươi cười âm nhu. Nham Kiêu tiên sinh, chúc mừng. Đi lên phía trước, Liễu Linh đầu tiên là hướng về Áo Thác và Vấn Lan Khắc hai người khom lưng hành lễ, sau đó quay đầu về phía Tiêu Viêm cười rồi nói. Tiêu Viêm cười lắc đầu, may mắn, tại hạ còn có việc, không nhiều thời gian hàm huyên. Nham Kiêu tiên sinh, ngày mai chúng ta đại hội gặp lại.
Liễu Linh lúc này rõ ràng không có tâm tư nói chuyện phiếm. Sau khi đánh tiếng bắt chuyện, lại cất bước tránh Tiêu Viêm đám người, sau đó xuyên qua dòng người, biến mất ở ngoài tầm mắt của mọi người. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hào hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chương trình Đấu Phá Thiên Khung phần 4 tập 37 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Channel NTG. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.